chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tam Mao TV. Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp trị mụn trị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tam Mao TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Ui, chín không? Chín. Ai rồi? Trai lên đi lửa tiêu căng. Hello. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tam Mao TV. Hôm nay anh em tôi quyết định phải bắt bằng được chuột để nấu. Ừ. Đây là nấu gì? Nấu là gì? Đây, cặp nó đầy trong này. Này ra đầu nhiều chuột, này bắt chuột nấu nấu sả. Quỳ. Nhưng mà sửa lại cái súng này để đi bắn chuột. Đưa con súng ơ, hắn là đi chơi không? Có. Đi đầu không? Có. Lên xe. Giữ đầu. Buộc cái gì? Tí tao buộc cho. Đi. Ngồi đấy, chúng mày tự đấy. Tao kéo ra nhá. Đây. Tao đợi một đường nửa tí chúng mày trở về nhá. Ok. Nào. Chạy ra mày ăn trộm rau tao hôm nọ phải không? Ăn trộm đâu? Em lấy cô thấy mà ăn trộm có nấu luôn ở ngoài đồng. Em lấy có mấy cây ở đấy mà, có mấy cây thôi sau. Lần sau nhá, đừng ăn trộm rau của tao, hôm nay tao mới. Ai, thì em lấy có mấy cây, lấy có mấy cây mà. Lần sau ấy, tao cho một cái tai bên nữa, đứt đốt đây nhá. Lấy có mấy cây tí bón phân giả sau mày phải bón phân cho tao nha, tao vừa thì bón phân xong đấy nha. Vừa bón phân xong tao vừa bón xong xong còn mày thì chúng mày đắm nhổ rau của tao. Anh em mình ăn phân à? Ăn đâu mà điều giàu có 3 cộng dầu lên cho tao cho mày được tăng là có phân nó mới lên được chứ. Trời ơi. Mẹ bọn Tam Mao cáu lắm rồi này. Mẹ cái thằng lớn thì ngu, thằng bé thì chỉ ham ăn thôi. Mẹ nó cứ ấy thôi. Nó cứ thích cái rau mình trồng sẵn rồi. Nó cứ đến nó nhổ bực hết cả người rồi. Quánh chết, dám quánh chửi. Chết, đấm một phát anh. Dám chửi mình ngu tí từ sáng bật hết. Đâu đó? Thôi từ. Đấy để anh vớt. Có cá nào để nướng? Anh vớt lên này, lên kia nướng luôn. Lỗi vào. Sẽ đón cá mù mắt nào. Đây cũng có một cái. Có. Đưa cá lớn đấy. Có thế. Được không? Anh biết được. Được ta. Ây da. Nặng lắm. Ôi. Của cả bên kia à? Ôi. Sao bọn em? Cất. Ui. Ui ôi. Đưa rồi. Được không anh? Đã được con mù mắt rồi. Được á? Đó được. Kém thế. Ta đánh kém này. Đá có con đủ. Anh xem cái chợ kia xem có con nào không? Ui, nó căng hơn. Hướng đi. Có cá. Quẩy. Đây này. Ôi, đây hả? Đây này có một cái. Cái này chắc được ấy. Đâu? Đây nó đâu nhỉ? Đây đó. Mỏ. Đi con này có cá. Cháu lại được con cá lóc to. Ui, mắc cái gì đấy? Nước đá. Đấy. Đấy là con mù mắt này. Ngu là thẳng lưới này mà cá được cái gì. Như là anh này. Đây là có ốc này rồi. Có tôm. À con mẹ. Đây. Đây là con sao này. Cá. Nó về thử bớt xem. Không trắng lại. Có. Không trắng lại với người ta. Nó đi thôi. Lên xe đi em. Lên xe lên xe. Ôi. Sóc chim nào, đổ cua nhá, đổ dốc nhá. Nào, đổ dốc nhá. 1, 2, 3. Thế à? À, chết với cậu. Để ấy. Làm gì? Để tao xử lý. Bóng béo tay. Chào. Làm gì hết? Bể thế làm gì? Ôi, chả tốt rồi. Để em bể hộ. Để em bể hộ. Cái gì? Ôi, anh ơi. Làm gì ấy? Em bể nữa. Ôi, chúng mày làm gì ấy? Từ từ. Đây, từ từ. Ăn ngô nướng không? Có. Ăn ngô nướng không? Có. Từ, đợi tao tí. Tao nướng ngô cho bọn mày ăn. Tao vừa có trò hay. Tắm béo tai tao. Tắm đi. Bể lên. Bể nắng lên. Bể. Ui. Ôi ra bắp. Ui, cái bắp to anh ấy. Ô. Tớ lên. Ui. Anh làm gì đây? Nướng ngô. Ôi. Anh lấy đâu ra mày? Đến đây. Bọn mình làm gì đây? Không phải bể. Để đấy. Không bể á. Bể rồi. Đốt ruộng nhà luôn. To. Ai thằng kia lên kia bốc rơm xuống đây. Nhanh. Ôi nhiều anh ơi. Nướng luôn. Đâu anh ơi, đưa vào lửa đây em châm ngồi à. Từ. Gác lên trên cây này để nướng tại cây luôn. Chân nó chết này, đi thế. Đốt, để em lên lấy. Gác vào đây, thì nó mới chín được. Rút. Ăn có tí rau cũng chửi nhỉ. Đừng đốt đến ruộng luôn. Đốt sâu thế, đốt ngoài này cho nó chín này. Ê. Ném ơi, ném hết ạ. Ôi em này lấy thêm nào. Rồi. Lấy thêm nào. Rồi. Còn kia. Đây em chụp cho. Con bóng à. Đợi cho một bể đi anh đi lấy đi. Lấy gì? Đâu. Còn đâu? Còn đâu? Vừa hết xuống đây. Ít. Cho nốt mấy cái giấm này vào để em cho một phát rồi. Cháy phóng hỏa hết cả cái đồng này luôn. Điều. Đây đó chín. Thôi. Mấy mẹ à. Đây anh châm nhá. Không đấy em. Châm ngồi lửa tình yêu. Nướng ngô nướng. Để giải ngay. Cho đây. Chúng mời dẹp ra. Cảm ơn. Mời dẹp ra. Ui. Cháy ơi. Mày ơi. Thấy con. To lên. To luôn này. Cháy ơi. Ngô nướng. Ui. Nóng thế. Nóng quá. Kệ nó cho nó chín. Bóng hết trưởng. Đó ạ. Lên. Đám béo tai à. Đốt chui vô luôn. Ôi, nó còn. Còn này. Điều này có chín được không anh? Đó đây cho chín. Nóng rồi. Nóng quá. Nghe mất mẹ. Nóng quá. Cái này mày. Nóng à? Mày. Anh. Bỏng đấy nhỉ? Chắc là chín ạ. Nhắm vào luôn rồi. Ui. Ui. Nóng à? Cháy lên đi lửa siêu cao nghiền. Ui. Chín không? Chín. Ai rồi? Cháy lên đi lửa siêu cao nghiền. Người còn chín. Không có cái gì gửi rơm vào. Không có. Coi. Hả? Thằng này đi cầm cây. Thằng này kia. Đi bơi, đi đừng coi. Bơi đi coi bơi này. Có cây không à? Hay nhỉ? Chín không anh? Chín. Chín hết. Đây, nó giáp ở dưới nó chín hết rồi. Chỗ ông chín rồi. Chín rồi. Nóng quá. Ui, con chạy ra cái bỏng ấy nhỉ? Ui nóng ạ. Ui. Chứ ông ấy chính ông lên tặng mình không? Ờ tặng cái gì? Hãy có gì anh kịp nhé. Tặng mà. Ui. Mày đi lên mang đấy cá vào rồi. Ui ôi, gãy rồi. Con hơi ít rơm thì phải. Thiếu rơm. Chín không? Ừ, ở đây. Vẫn còn nữa bơ đây. Wow. Thôi rồi đấy. Sắp chín rồi. Thì sao không ăn được thôi. Ăn được hết. Bánh đi. Ê, còn ngu. Còn ngu. Vứt. Rồi đây đợi cho nó chín. Rồi đây đợi cho nó chín. Cháy hết rồi rồi. Đáng nhẽ là phải dùng xăng phóng hỏa gần đó. Xăng nhưng mà hôm nay mình có đi xe đâu. Ai bỏng ấy. Dùng xăng là đốt lăn. Chắc chín rồi đấy. Ui. Lấy đi, chị bác. Yêu, cái trâu à. Cái trâu gắn cái bác đấy. Đâu? Cái trâu rồi. Ghê. Em bật đây. Ui, chín quá. Em bật đây. Nóng. Em bật đây. Đây. Đây, cho thằng này bắp này. Ui, bắp nhìn. Nóng quá. Đây, cho thằng này bắp này. Nóng quá. Ui, trong có nước. Ai? Ồ, trong có thấy mẹ mày rồi táo. Lạnh quá. Chín không? Em bật đây. Ui. Ăn đi. Ui, nóng quá. Bỏng quá. Bỏng quá. Bỏng ấy. Ui. Ai? À, ngon thế nhỉ? Ui, ngon đấy. Nước đây. Cháu này là bạn mình mua nhá. Mua nướng. Đó. Mãi được. Ngon quá. Ngon nhỉ? Ui. Đó. Ngon ngọt. Ai à? Ngon nhỉ? Thơm rồi. Đừng rau kìa. Ổn thế à? Thế rồi đang nấu à? Còn hai cái bắp. Còn hai cái bắp nữa. Đây. Nhiều quá rồi. Đây. Ui. Còn chắc chín ạ. Hai bắp này. Đây. Ui. Nóng á các bạn. Bắp trên cây. Các bạn nóng á. Trên cây này chưa chín đâu. Ui. Mày bùa tao, tự đéo bùa tao. Này mày bảo tao đi. Mày bảo tao đi. Tao lộ rồi đấy á. Ai, cảm ơn chú. Có má mẹ bùa tao. Là nhiều nước. Ngọt đấy. Nóng quá các bạn. Wow. Xong ngô này ăn ngon hơn ngô nhà mình nhỉ? Ngô chùa ngon hơn. Ngô đây có phải ở chùa đâu? Nhưng mà chùa trồng. Nóng quá. Không thấy ông lúc nãy chọc đầu là sư đấy à? Như kiểu sư đấy à? Chùa trồng. Ông sư sao ông đi đánh chuột ăn? Thì ăn chay chả phải ăn chuột à? Em cũng là chùa, em ăn cháy, ăn chuột chuột. Ngọt quá chưa? Bỏng quá chuột. Nè, mỏ khoét nào. Đấy, chuột. Ừ, à, nóng quá. Nóng mồm. À. Ôi, nóng quá. Ôi, thôi nhà hơi non. Nhiều nước. Ôi, trời trời. Như Hàn đang lên đây á. Ôi, em vẫn muốn ăn. Nắm lên Thung. Ăn. Mấy cái. Tao ăn Thung về đường trước. Nắm lên. Ăn. Nhanh lên. Bắn lên mày. Ở dưới này. Dưới này, nữa này. Nắm lên Thung lên. Ôi, nước rồi. Nhanh lên nhanh. Nhập rồi. Quả bắn nó to rồi. Bắn bé đấy. Này, sạc luôn. Sạc nữa. Nào, không được. Lên. Có bác. Để về bán. Bán rồi bán. Ừ. Ờ được, để cho em xin. Mấy nghìn em ăn kẹo nhé. Chưa rồi. Được chưa? Chưa rồi đấy. Đi về thôi. Về nhiều quá. Nào. Đi nhá. Đi thôi. Hả? Cô đem công tao rồi. Anh vào đổi cả mút đây. Đổi. Ôi đổi kia mút lấy ngô không? Có. Này lên để ngô nhiều lắm. Đâu có nhiều ngô lắm. Đâu, bắt mấy nhiều không? Rồi lấy đây nữa. Lấy tắt đi. Lấy tắt được nhiều kiểu mút không? Được cũng bao nhiêu quả bấy nhiêu. Thì đây, túi đây. Được kiểu mút ra được. Rồi, thế thôi. Nó còn cho ăn trộm. Ăn uống rồi. Mẹ ăn trộm nào? Trộm nó đấy. Không phải đâu. Không phải đâu. Ngô là cháu đấy. Mà cô ăn trộm hả? Trộm là một trộm. Ngô nhà mình đấy. Rút. Mình. Ít thế à? Đây, cho thêm 2 cái thôi. Ít thế. Đây, cho thêm 2 cái. Em. Xin em đi. Được chưa? Được chưa? Tao mày không. Đây, cho em xin cái xanh. Đi nhá. Tao ăn cái tím. Còn tao. Đưa hết. Mày ăn cái đó. Tao bảo bác đưa hử ấy. Ai kiểu hút đấy. Ai anh đi từ từ rồi. Ôi, ông rau rồi. Anh ông mua. Ông rau rồi cho nhau. Cho ông nhìn mới cho ông ý. Ăn ngô nhà ông ý. Đây, đã vô tiền lỗi chứ. Này, cho anh con đến một cái kẹo mút nữa. Còn nữa ông này túm cổ ông đấm nó nhé. Đừng anh rau nhá, ngô rồi đấy. Ngô đổi rau cho anh nhá. Rồi. Đấy, đôi cho con nhá. Được rồi. Bắp này là bắp nhà anh này. Tối về luộc xem ngon cực. Ngon quá ngon luôn cái này. Hôm nay ăn xem mọc đá nhá. Đúng rồi. Ngô chúng mày biết đường mà chúng mày đổi cho anh rau, chúng mày ăn rau của anh lẩu rồi. Bây giờ chúng mày đem ngô ra anh được. Không phải giả phân anh không. Nữa giả ngô thay phân nhé. Về ăn luộc ăn nữa. Anh không ăn gì cả. Ngon lắm nhá. Mày trẻ to quá nhỉ. Ôi chị to. Ôi. Tí nữa. Thôi. về thôi đó. Hai ông kia phát hiện nhỉ. Rồi video này anh em tôi kết thúc đây. Đây chỉ là video mang tính chất giải trí nhá, các em nhỏ không được học theo nhá, nhất là thằng này mày ngoài là hơi láo ấy. Cái này là ăn con sống. Ê, anh em thấy hay nhớ like, share và comment ý tưởng bên dưới nhá. Nhớ đăng ký vào kênh cạnh nhá. Ừ, nhớ lắm. Không được học theo rồi. Xấu ấy. Xin chào các bạn. Nào, check like. Con cháu mình chén cơm nhỉ, con cháu mình chén cơm nhỉ. Đấy. Ăn cơm nhá. Ăn cơm nhá. Phải lắm. Chén bát đầy đầy à? Đầy, ăn nhiều. Hai thằng mẹ ăn cơm xong đi, cho tí lên trông tao dụng hồ qua bọn nó đốt hết cả dụng hồ tao, không biết thằng nào. Ngô, dụng hồ ở trên đồng ấy. Ở trên đồng trưng ấy, đốt hết sạch dụng hồ tao rồi. Qua chỗ cầu à? Qua cầu lên dụng hồ, bây giờ đốt hết sạch dụng hồ tao rồi, bây giờ chúng mày ăn cơm xong rồi lên trông cho tao cái hôm nay lại đốt tiếp ấy. Ủa ăn nữa. Thế ăn cơm xong mới đi lên trông, bây giờ này chúng nó lên ơi. Đâu? Thế lên trông cho bác cái nhá, đốt hết dụng hồ rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tam Mao TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hóa chất bảo quản nhá. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhá. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tam Mao TV nhá. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt. Hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da cho mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. 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 Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình, sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá, hoặc là nhắn tin vào fanpage Tam Mao TV Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.